Tiếp tục diễn biến bộ phim Đấu Phá Thương Khung, Tiêu Viêm đã thể hiện bản lĩnh trước toàn bộ người của Hàn Gia. Được bọn họ tin tưởng và được sắp xếp một gian phòng để nghỉ ngơi, hắn lấy linh hồn Hàn Phong ra ngoài tra hỏi. Trước khi tra hỏi cũng không quên dùng dị hỏa tra tấn một trận. Hàn Phong muốn chết lắm rồi, nhưng lại không thể tự mình tự sát được. Tiêu Viêm trực tiếp yêu cầu gã nói ra nơi hồn điện đang giam giữ Dược Lão. Sau khi sử dụng kỹ năng nghiệp vụ đó là uy hiếp và tra tấn, thì Hàn Phong cũng phải thành thật khai báo. Dược Lão đang bị giam tại một nơi gọi là Minh Thành ở phía tây Trung Châu. Phân điện Minh Thành có một vị tôn lão cấp bậc đấu tôn tọa chấn, còn thêm mấy vị hộ pháp đấu tông. Đối mặt với cường địch như vậy, hắn chỉ còn cách là gia tăng sức mạnh bản thân bằng việc thu phục thêm một loại dị hỏa nữa. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, thương thế của hắn đã gần khôi phục xong. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài rồi cùng với 2 chị em Hàn Gia lên sân đấu. Tại sân đấu, người của Hồng Gia đã đến sớm hơn, bộ dạng bọn họ vô cùng thong dong và tự tin chiến thắng. Ngoài ra còn có một vị trưởng lão của phong lôi các cũng đến quan sát trận đấu. Nhìn thấy đám người Hàn Gia xuất hiện, gia chủ của Hồng Gia là Hồng Lập lên tiếng mỉa mai. Hai bên lời qua tiếng lại một vài câu, Hồng Lập tỏ rõ thái độ khinh thường. Tên thiếu gia Hồng Thần cũng vậy, khá ta còn cực kỳ hống hách. Khuyên phụ thân mình không cần phí lời với người của Hàn Gia làm gì, tốc chiến tốc thắng đi. Hồng Thần nhảy xuống sân đấu rồi lên tiếng thách thức. Tiêu Viêm bước lên phía trước, gã ta thấy vậy cười lớn, cho rằng Hồng Gia muốn tìm kẻ chết thay thì cũng phải tìm người cho ra dáng chứ. Còn chưa đánh nhau mà phía Hồng Gia đã liên tục buông lời mỉa mai. Chỉ riêng Hồng Lập là tinh ý nhận ra được, Hàn Gia không thể nào ở trận luận võ quan trọng thế này tùy tiện tìm ra một kẻ chết thay được. Tiểu tử đó chắc chắn có bản lĩnh. Thế là ông ta hỏi thăm ý kiến Vân trưởng lão của phong lôi các. Vân trưởng lão cực kỳ tự tin, thiếu gia chủ có công pháp đấu kỹ của phong lôi các, trong đồng lứa khó mà tìm được đối thủ. Ở Trung Châu thì có lẽ có, nhưng ở nơi khỉ ho cò gái này thì còn chưa có ai đủ bản lĩnh. Lời này khiến cho Hồng Lập lấy lại sự tự tin. Trước khi giao đấu, Hồng Thần vẫn không quên nói ra những lời sỉ nhục đối thủ. Bọn họ chưa từng nghe tới danh tính của Tiêu Viêm nên đoán rằng hắn chỉ là hạng người vô danh. Hàn Gia phái dạng người như vậy đến luận võ với gã còn khiến cho gã tự thấy nhân phẩm của mình bị hạ thấp. Gã cho Tiêu Viêm 10 giây cân nhắc, tự cút xuống sân hay là để bị phế rồi ném đi. Tiêu Viêm cảm thấy tên này nói quá nhiều nên yêu cầu đánh luôn đi. Lời thách thức này khiến Hồng Thần tức giận. Nếu hắn đã tự tìm đường chết thì đừng trách. Nói rồi tên này cũng bạo phát ra sức mạnh. Thuộc tính đấu khí của tên này là lôi thuộc tính, sấm sét liên tục vần quanh cơ thể. Gã dậm chân phóng ra một tia sấm sét, định giật chết nam chính. Hành động này cũng quá coi thường Tiêu Viêm rồi, cho nên hắn cũng nhắc nhẹ đối thủ. Chiêu thức tầm thường như vậy, đừng lấy ra dùng cho mất công nữa. Dứt lời, liền bạo phát đấu khí phá hủy sấm sét. Hồng Thần lệnh ngưng tụ lôi điện vào 2 bàn tay rồi lao lên, dùng bàn tay bổ về phía Tiêu Viêm. Chiêu thức tên này cực kỳ sắc bén và uy lực, nhưng Tiêu Viêm lại dễ dàng tránh né. Trải qua vài chiêu không làm gì được nam chính, Hồng Thần lại sử dụng ra thêm chiêu thức khác. Lần này Tiêu Viêm chọn cách đón đỡ. Hắn đánh ra chiêu bát cực băng. Chiêu thức này có khả năng phá đấu khí của người khác. Chiêu thức của Hồng Thần bị phá, cơ thể bị đẩy lui về sau lảo đảo vài bước. Sau khi bị ăn thua thiệt, Hồng Thần mới bất ngờ vì thực lực của Tiêu Viêm cũng ngang bằng mình, đã là thất tinh đấu hoàng. Đám người Hồng Gia lập tức bàn tán xôn xao. Với thực lực của Tiêu Viêm thì tuyệt nhiên không phải dạng người vô danh. Nhưng ở Trung Châu, bọn họ lại chưa từng nghe đến cái tên này. Vân trưởng lão thản nhiên cho biết, diện tích Trung Châu rộng lớn bao la, biết bao nhiêu thiên tài ngọa hổ tàng long. Chưa nghe nói đến, không có nghĩa là không có. Đến nước này rồi, Hồng Thần đã không còn khinh địch nữa. Khả ta cố gắng lấy lại uy danh bằng việc sử dụng ra bí pháp của phong lôi các. Chiêu thức có tên Lôi Thần Hàng Lâm. Nghe tên đã cảm thấy oai phong rồi. Bầu trời cuồn cuộn sấm sét, một tia sấm sét khổng lồ giáng xuống người Hồng Thần. Sau khi hấp thu nguồn sức mạnh này, thực lực của Hồng Thần đã tăng lên đấu hoàng cửu tình. Khả ta ngưng tụ sấm sét thành cây búa rồi bắt đầu lên giọng, yêu cầu Tiêu Viêm mở mắt ra nhìn kỹ. Dứt lời, liền dùng tốc độ cực kỳ nhanh lao lên tấn công. Chiêu thức mà gã ta sử dụng là Tam Thiên Lôi Độc. Chỉ một cái chớp mắt, Hồng Thần đã đi tới trước mặt Tiêu Viêm rồi bổ xuống một búa. Tiêu Viêm dễ dàng tránh né. Gã ta liên tục tấn công nhưng đều bị Tiêu Viêm tránh né và ngăn cản. Điều này làm cho Hồng Thần bất ngờ vô cùng. Gã đâu biết rằng nam chính cũng tu luyện đấu kỹ Tam Thiên Lôi Độc, thậm chí còn tu luyện đến tầng cao hơn. Trong mắt người khác có thể coi là nhanh, còn trong mắt Tiêu Viêm thì lại quá chậm.
Bởi vì thời gian thi triển bí pháp có hạn nên Hồng Thần muốn tốc chiến, tốc thắng. Gã ngưng tụ sức mạnh vào cây búa rồi bổ xuống dưới. Cú bổ này có uy lực khủng khiếp, nhưng Tiêu Viêm vẫn y nguyên tránh né dễ dàng. Ngay sau đó là một trận mưa sấm sét giáng xuống. Sức mạnh sấm sét này đã làm khó được Tiêu Viêm, buộc hắn phải thi triển đấu kỹ lục hợp du thân xích. Huyền trọng xích biến hóa thành vài trăm bóng ảnh liên tục bay múa xung quanh. Công kích của Hồng Thần bị ngăn cản hoàn toàn, điều này làm cho gã ta bị một phen tái mặt. Dù đã giáng xuống một kích khủng khiếp thì cũng chỉ khiến Tiêu Viêm bị một chút thương tích. Tiêu Viêm chém ra một luồng kinh lực đáp trả lại. Hồng Thần mải mê tấn công mà quên mất phòng thủ nên bị ăn một chiêu thẳng mặt. Tiêu Viêm chậm rãi cầm huyền trọng xích tiến về phía gã ta. Tiếp theo sẽ đến lượt hắn phản công. Hắn sử dụng đấu kỹ thiên hòa tam huyền biến gia tăng tu vi đến cửu tinh đấu hoàng. Phía Hồng Gia chứng kiến chuyện này đều ngơ ngác. Hồng Lập cảm thấy bất an, đứa con trai của lão sợ rằng không ổn rồi. Hồng Thần thì hết cái để khoác lác, gã vô cùng hoảng sợ. Hồng Thần vội sử dụng đấu kỹ tam thiên lôi động, gia tăng tốc độ để tránh né. Nhưng tốc độ của Tiêu Viêm còn nhanh hơn. Sau một vài tấn công thì Nam Chính đã cho tên này nằm hít bụi. Đây là nỗi nhục quá lớn. Hồng Thần điên tiết, gã quyết định liều mạng. Dù hôm nay có chết thì cũng phải để cho Tiêu Viêm trả cái giá đắt. Sức mạnh sấm sét cuồn cuộn tuôn vào cây búa rồi bổ xuống đầu Tiêu Viêm. Tưởng rằng Nam Chính đã tan thành tro bụi rồi. Chưa đợi cho tên này kịp vui mừng thì Tiêu Viêm đã lên tiếng. Chẳng biết từ khi nào mà hắn đã đi ra phía sau Hồng Thần. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Việc kế tiếp là đập cho tên này một trận no đòn. Hồng Thần chưa kịp đứng dậy thì Tiêu Viêm đã ở ngay trước mặt. Cánh tay cầm huyền trọng xích định đập cho gã thêm một trận nữa. Gã ta hốt hoảng nhận thua. Đám người Hàn Gia nghe vậy liền vui mừng hoan hô. Còn phía Hồng Gia thì mặt mày xám xịt. Kết quả trận đấu đã có, Tiêu Viêm thu hồi vũ khí rồi quay người rời đi. Không cam chịu nổi sự sỉ nhục này, Hồng Thần lập tức rời chiêu đánh lén. Gã phóng ra một tia sấm sét đâm xuyên qua cơ thể Tiêu Viêm. Tuy nhiên, bóng hình bị trúng chiêu lại chỉ là tàn ảnh để lại mà thôi. Tiêu Viêm sử dụng tam thiên lôi động di chuyển với tốc độ ánh sáng. Chỉ với một cái chớp mắt đã vòng qua phía sau Hồng Thần. Nhìn thấy đấu kỹ hắn sử dụng, trưởng lão phòng lôi các cũng mở mắt ngạc nhiên. Hành động của Hồng Thần đã đi quá giới hạn rồi. Đối mặt với kẻ nham hiểm như vậy, Tiêu Viêm cũng rất vui lòng tiễn gã xuống đất mẹ gặp tổ tiên. Hắn phóng ra một luồng di hỏa đâm xuyên ngực Hồng Thần và thế là một vị thiên tài trẻ tuổi vì một lần sai lầm đã ngã xuống. Hành động hạ sát Hồng Thần và bại lộ đấu kỹ tam thiên lôi động chắc chắn sẽ khiến Tiêu Viêm gặp rắc rối lớn. Và hắn sẽ phải đối mặt với những khó khăn nào? Các bạn hãy cùng mình đón xem diễn biến tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!